đội trưởng Thái Lan Thiratong đăng bằng chứng sau vụ đối thủ vây đuổi và suýt đánh anh. Thiratong Bunmathan tố đối thủ chơi xấu khi anh chỉ muốn đưa bóng vào cuộc. Dù Buriram dẫn đến thủ cách biệt lớn. Như South Star đã thông tin, Thiratong Bunmathan, đội trưởng tuyển Thái Lan bị đối thủ vây quanh ở Thai League vào hôm 18 tháng 3. Cuộc xô xát diễn ra khi Thiratong có hành động khiêu khích đối thủ bằng một cú hất vai, tình huống diễn sau khi Buriram có bàn thắng thứ 3. Các cầu thủ Khon Kaen United đã chạy đến vây Thiratong và một cầu thủ còn liên tục đẩy đội trưởng tuyển Thái Lan. Trong tình thế bị nhiều cầu thủ Khon Kaen United vây và liên tục phản ứng, Thiratong vẫn cố gắng chống trả để khiêu khích đối thủ. Trên trang cá nhân, Thiratong rất bức xúc khi đăng tải nhiều trạng thái để tố đối thủ. Nếu ai để ý sớm hơn một chút, tôi đã nhận được quả bóng từ thủ môn của đội Khon Kaen và tôi muốn đặt quả bóng ở giữa sân để Khon Kaen chơi tiếp. Cá nhân tôi muốn có nhiều bàn thắng hơn. Tôi muốn trò chơi tiếp tục, Thiratong Bunmathan lý giải. Theo Thiratong, cầu thủ số 9 của Khon Kaen United đến lấy quả bóng dù anh đã cầm sắp đến giữa sân. Anh ta đang ở đâu? Chạy thêm tí nữa là tới đích. Tôi không biết phải chạy từ đâu. Còn một cầu thủ khác không cho phép mà đẩy liên tục vào tôi. Cuối cùng tôi muốn nói là nếu có ai để ý, kể từ khi tôi bắt đầu chơi J-League, tôi không bao giờ thích chạy đến ăn mừng. Muốn chạy cho thấy hạnh phúc thì cũng sợ mất sức chạy theo. Vậy nên, tôi nên giữ năng lượng để tiếp tục thi đấu tốt. Thiratong Bunmathan tố đối thủ xấu chơi với anh. Thiratong Bunmathan viết tiếp về sự việc bị đối thủ vây đuổi và khi Buriram có bàn thắng thứ tư. Tôi đã chọn không nhận bóng. Rồi tôi hỏi sao không đưa bóng nhanh vào cuộc để chơi. Cuối cùng tôi cũng là người chạy đi lấy quả bóng từ thủ môn để trận đấu tiếp tục. 3-4 bàn không có gì khác biệt mà tôi chỉ muốn bóng được đưa nhanh vào cuộc để trận đấu tiếp tục. Trận đấu giữa Buriram và Khon Kaen United kết thúc với chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Đội bóng của Thiratong Bunmathan vững vàng trong cuộc đua vô địch với 12 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 ở Thai League.